Dạ, kính thưa ông bà, cô bác, anh chị em. Thì hôm nay con xin ra một mẫu dao giúp xe để chặt gà, vịt, heo quay và cả dừa nạo nữa. Thì hôm nay con xin lấy một miếng giúp xe như vậy. Đây, giúp xe này, giúp xe của Nga đây. Đầu này, một đầu nó đã đầu dẹp nè. Một đầu thì nó đầu, tức đầu dày, đầu mỏng. Đây, một miếng này thì hiện giờ nó... Đây, thấy không? Đó, đưa một phần, nó về một phần. Bây giờ con sẽ lấy gió đá, con sẽ thổi nó ra, con sẽ cắt nó ra. Rồi, cắt nó ra, rồi xong rồi con đặt cho ông bà cô bác mình xem ha. Dạ, đây, bây giờ mình đã cắt ra rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ mình sẽ đem vô trong trong lò, mình sẽ đốt nó ha. Dạ. Bà cô bác mình nếu có đặt đồ thì xin liên hệ số điện thoại con để trên màn hình nha. Con nghe ship code COD, giao hàng toàn quốc à, miễn phí vận chuyển. Dạ. Bây giờ mình đã lên, mình hoàn thiện được cái dáng này nha cô chú anh chị. Rồi thì mình còn có cái cây này nữa là mình rồi đi rồi về cái
bên cái khâu là đã đập thành rồi, tạo thành thành hình này. Tại vì lý do clip dài quá, quay nhiều công đoạn quá thì cắt bớt cho nó ngắn rồi, coi nó cũng dễ coi, khâu vệ sinh đồ này nọ con không có quay. Bây giờ thì cái dao mình nó đã thành có cái hình này ha. Thì bây giờ con đi tiến hành, con đi làm nguội luôn nha. Làm nguội rồi để coi kịp thì mình gắn cán luôn. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ thì con đã làm xong cái dao đây từ miếng nhíp xe ra. Dạ, lưng này dày. Dạ. Thì con đã làm thành một cái dao rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ thì trời hơi tối thôi, bây giờ con không có trui được, con để hẹn lại cái clip sau đi, rồi con sẽ làm cho nó hoàn thiện cái dao này luôn. Dạ chứ cái clip này thì con làm không kịp rồi. Thôi bây giờ cái clip này con xin hẹn lại clip sau ha. Dạ. Vậy về bây giờ nói chung nó cũng hoàn thiện rồi nè. Đó, nói chung vậy là chỉ bây giờ làm nguội rồi sửa này nọ rồi cũng còn lâu lắm. Dạ rồi trui nữa. Dạ thôi vậy con xin cảm ơn ông bà cô bác đã ủng hộ con trong thời gian qua. Rồi con xin cầu chúc cho ông bà cô bác anh chị em mình luôn luôn được nhiều may mắn và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống ạ. Dạ coi con xin xuống clip tại đây ạ.